tại sao ngày càng nhiều chị em phụ nữ thích giả vờ lên đỉnh vậy? Thứ nhất là vì không muốn các anh cảm thấy tồi tệ nếu như mà thời gian của các anh quá nhanh, chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền. Vì không muốn các anh bị mất mặt nên nhiều chị em đã chọn cách đó là giả vờ lên đỉnh. Thứ hai đó là không muốn tiếp tục cuộc yêu. Nhiều chị em suy giảm ham muốn, họ không còn mặn nồng trong cái chuyện chăn gối. Hơn nữa là bị khô rát, bị khô hạn trong quá trình gần gũi, khiến cho họ chỉ muốn là kết thúc cuộc yêu sớm mà thôi. Thứ ba, vì muốn cho đối tác có cảm giác tuyệt vời. Vì họ biết khi một người đàn ông đưa được người phụ nữ lên tới nóc thì sẽ có cảm giác phấn chấn hài lòng và cho rằng đây là một thành quả đáng được tán dương tự hào. Thứ tư là vì sự tự tôn của bản thân. Nhiều chị em cảm thấy bất an và lo lắng khi bản thân không thể đạt được cực khoái trong mỗi cuộc yêu. Cho nên là họ phải giả vờ đã lên tới đỉnh vì không muốn các anh nghĩ là mình có vấn đề về sinh lý hay là mình kém cỏi trong chuyện yêu. Tuy nhiên, cái việc mà giả vờ lên đỉnh quá nhiều lần sẽ khiến cho chị em không thể đạt được những cái cực khoái thực sự. Vậy nên các anh hãy nâng cao kỹ năng, tăng cường cái thời gian yêu của mình để có thể làm hài lòng chị em phụ nữ. Anh em nào có thời gian quá nhanh hoặc là độ cứng không ổn định thì có thể kết nối ngay với em Phương. Em Phương sẽ chỉ cách cải thiện cho các anh nhé.